Số là 75925 này, 75925 này. Đây đúng này, không? Nó đang ở bên kênh B này nhá. Thì may ví dụ như anh nó bị lệch tần số đi. Đây. Ví dụ là giờ nó chuyển thành 75225. Mà đây là 759 nhá. Biết rồi. Thì nó sẽ không vào được này. Rồi. Nó không bắt được nhá. Thì bấm reset thì không. Anh ấn nút IR này. Rồi. Cái này là dò tự động này. Anh ấn IR này. Anh bật cái mic này lên này, xong anh để cái màn hình này trước đi. Cái này là nó sẽ dò tự động. Đó, nó thành 75225. Đấy. Nên nhiều khi nó có bị. Đấy, là anh nhớ nhá, ví dụ chẳng may nó bị lệch tần số. Lệch tần số hoặc là biết rồi, anh vừa bấm vào duy chat anh bị làm suốt rồi. Không ấn set, ấn IR này, ví dụ lệch tần số hoặc cái tần số này ở cái khu này nó hay bị mất sóng, anh muốn đổi sang cái tần số khác thì anh ấn nút scan này. Nếu mà đổi tần số khác ấy thì anh ấn nút scan này. Đấy, nó sẽ nhảy tần số. Cái nào anh ấn xong rồi đấy, xong anh giữ phát nữa để cho nó dừng lại. Dừng lại xong thì tay lên mic với cái đầu nó đang bị lệch tần số thì anh ấn IR này. Bây giờ gì? Đấy. Nháy đầu đỏ này, anh để cái màn hình này trước trước cái bên này. Để một tí là nó sẽ nó tự động. Đấy, nó tự nó lấy tần số này. Đúng không? Còn cái kênh tay kia thì lại làm giống như này nhưng làm bên này. Đấy. Biết rồi. Hai kênh là thường thường những hôm nó bọn nó ấn lằng nhằng vào đây là nó mất tần số, mình phải đến truy trách lại. Vâng. Nhiều khi cứ thằng cứ mic không lên là nó cứ ấn đấy. Đấy, phải coi được.